trong bản làng vùng Tây Bắc có một cậu bé nghèo tên Giàng A Tống. Hàng ngày sau giờ học, A Tống phải phụ cha mẹ làm việc nhà và trông em. Đã 10 tuổi nhưng cậu còn thấp hơn cây chuối non trước nhà. Không riêng A Tống mà có tới 1/3 trẻ em Việt Nam bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Uống sữa là niềm khát khao của hàng triệu trẻ em nghèo khắp đất nước. Hãy nhắn tin đóng góp cho quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam để trẻ em nghèo được uống sữa và vươn cao.